Tại Hà Nội ngày 17 tháng 8, Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam đã giới thiệu chương trình học bổng thanh niên vì sự phát triển bền vững năm 2017 dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ thanh niên, start-up cũng như các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về bảo vệ môi trường, nguồn nước. Học bổng thanh niên vì sự phát triển bền vững 2017 do UNDP và Trung tâm Ươm mầm khởi nghiệp Hex Venture cung cấp. Người nhận được học bổng phải là người đang theo học tại các trường trung học phổ thông hoặc đại học, hiểu biết cơ bản về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là SDG, có ý tưởng hoặc đang thực hiện một dự án, hướng tới thực hiện SDG, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Hex Venture thì có làm việc với UNDP Việt Nam từ năm 2015 về vấn đề khuyến khích những cái ý tưởng sáng tạo đổi mới về mục tiêu phát triển bền vững. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thì cho thấy rằng là cái tự nhiên là khởi nghiệp là một cái vấn đề từ cái việc là những cái ý tưởng sáng tạo đã là một vấn đề khó, thì những ý tưởng sáng tạo về mục tiêu phát triển bền vững là còn vấn đề khó hơn. Nhưng mà ở một đất nước như Việt Nam thì thực ra là những cái ý tưởng về sáng tạo về mục tiêu phát triển bền vững lại là điều rất là cần thiết trong quá trình mà chúng ta phát triển cái nền kinh tế. Chính vì vậy mà chúng tôi thực sự là muốn là những cái khi mà các bạn trẻ khởi nghiệp, những bạn trẻ sáng tạo ra những cái phần mềm, những cái giải pháp công nghệ mới thì phải thực sự hướng tới cái cộng đồng mà chúng ta đang cùng sinh sống. Điều đặc biệt ở học bổng này là không hỗ trợ bằng tiền mặt, thay vào đó là các khóa đào tạo về phát triển bền vững, hội thảo về kinh nghiệm khởi nghiệp và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ, trình bày ý tưởng với các nhà đầu tư tiềm năng, qua đó sẽ tiếp thêm tinh thần khởi nghiệp và cách biến ý tưởng thành một doanh nghiệp thực sự cho người thắng cuộc. Bên cạnh đó, UNDP cũng kêu gọi các trường đại học dành những chương trình riêng để phát triển, ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển bền vững. Nhà trường huy động các cái nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ mạng lưới cựu sinh viên để hình thành nên một cái quỹ tài trợ cho những ý tưởng sáng tạo cho các em sinh viên thông qua một cái trung tâm gọi là trung tâm khởi nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghiên cứu và đề xuất những các cái ý tưởng và trở thành một cái network cho những cái nghiên cứu về khởi nghiệp vì xã hội và phát triển các doanh nghiệp xã hội trong bối cảnh phát triển của Việt Nam. Thông điệp của UNDP trong chương trình này là khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Trách nhiệm xã hội ấy không đơn thuần là những chương trình từ thiện, hoạt động vì cộng đồng, mà còn là trách nhiệm chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp Quốc đã xây dựng với sự cam kết của hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam.